Rồi, hello VK, chào anh em ha. Sáng hôm nay em lên tiếp tục lô đồ hơi anh em nha. Lô đồ hơi có ít thôi, có mười mấy lô em phân ra lục được có tí xíu này. Bây giờ em quay anh em tham khảo và ủng hộ ha. Rồi em giới thiệu luôn là đồ hơi bên em, đồ hơi là đồ pin, đồ là tất cả đóng mù hết anh em nha. Đó, hàng về sau là đưa đi y vậy luôn. Lựa ra bóc hên xui, có con chạy ngon lành, có con về sửa lại thì anh em có giờ những mặt hàng này anh em biết dọn thì anh em chốt về anh em dọn ha, chứ đừng anh em không biết dọn anh em đừng mua về anh em nha. Nói chung là đồ hơi này có như là nó nhiều cái nó xì hơi á, nó xì hơi đa số là xì hơi rất nhiều cho nên là anh em cũng hơi khó dọn. Đấy là em nói trước luôn. Rồi cái hình thức mua bán bên em là toàn bộ em bao ship anh em nha, không bao ship thôi, không bao gì hết, chỉ là bao ship thôi. Riêng video cái video này là em chỉ bao ship toàn bộ anh em nha. Và anh em vui lòng đặt cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k trở lên anh em ha. Rồi bây giờ em sẽ quay từng món một. Mỗi một con máy là nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền phía sau. Bao nhiêu em? 460. Rồi, mã ngày hôm nay là mã 460. Cái này là 200k. Bao ship anh em nha. Con này nặng, này như là cái bít từ mà nó bị bể rồi. Nó bị bể rồi anh em ha. Đây, nó còn mạch đồ ở trong á. Đấy, còn mạch đầy đủ rồi trong luôn, anh em về lấy phụ kiện anh em ha. Cái này chỉ cho anh em thợ thầy mới lấy được thôi anh em ha. Nó còn mạch đồ trong á, thiết tét này nè. Nói chung là lấy phụ kiện thôi, con này mấy cái này là lấy phụ kiện thôi, em cũng chả biết cái gì mà nó bị bởi kính nè. Brofax rồi, ma ninja bằng rồi. 460 200k cái này. 460 200 461. Rồi cái cục này 250k luôn. Cái cục này là cục gì? Đó, đợt này nhập về hàng giờ bây giờ mấy cái có mấy cục này nó hơi nhiều anh em ơi. Em lượm tới đâu là em bán tới đó. Này Made in Taiwan, hàng Đài Loan xuất Nhật. Này nó có cái ổ như cái ổ áp đó. Ổ đầu ra như cái ổ áp đó. Dây điện nó đây. Đó. 3 giây lòi ra. Rồi mã 461, cục này 250k bao ship anh em nha. Rồi, còn cái này cái sạc bình em chưa ghi giá luôn. Đó. Này rất nặng anh em nha, nó còn cục đồng ở trong. Đó. Dán giá này. Bốn trăm sáu mươi hai 400k cái này. Đấy, này em cũng bán mù luôn anh em ha. Này 6V 12V 24V. Đấy, cái ngoại hình của nó thì nó hơi mớp cái thùng thì anh em giờ tháo cái thùng ra anh em gò lại anh em nhá. Đấy, vẫn chỉ như tháo thùng, còn nội thất bên trong thì đẹp, còn đầy đủ hết, còn đầy đủ ở trong hết. Nó có cục cái cục biến thế trong đó, nó nặng lắm, bao nặng luôn. Rồi cục này coi như 462 400k anh em ha. Rồi bên này 463. Đặt lại ô tô này. Cái này là cái ô tô anh em nhá. Alo. Quay đi. Hả? Rồi cái cục này là cục 463, 2.300k. Ok, cốt tròn. Để ký đâu em? Bỏ đây, cái ngàm của nó đây anh em nha. Ngàm của nó hơi hở cái đèn miếng nè. Đấy. Này là cốt tròn. Bỏ lên cái cầm. Rồi, nó nặng 20 kg anh em nha. Đây. Nó nặng 20 kg. Này anh em giờ đánh bóng lại dầu mỡ vô anh em ha. Này, cốt là cốt tròn.
Rồi mã 463, cục này 2.300.000 bao ship anh em ha. Lật lại 463, 2.300.000 bao ship anh em nha. Rồi giờ là qua đồ hơi 464 cặp Hitachi, 464 cặp Hitachi bắn đinh. Đinh máy gỡ ra thử có đinh không. Rồi gỡ không được, một cây gỡ không được. Con này bắn đinh thẳng anh em nha. Đấy. Rồi một cặp Hitachi này mã 464 200k bao ship thôi anh em nha. Còn phần còn lại anh em về tự dọn anh em ha. Mã 464 cặp Hitachi 200k. Đây con bu lông 465 400k. Con này bu lông đồng 1/2, bu lông 1/2. Bóp chức năng đó em. Ra vô. Rồi. Con này nó hơi tem hơi cũ, coi như không thấy được tem nữa anh em nha. Đó. Dặn chức năng nó cái nào cứng nữa em. Đó. Cái này cứng nè. Nói chung là con này anh em giờ vệ sinh làm lại nha. Rồi mã 465, cục này 400k anh em ha. 465. Rồi này 466. 500k cục này. Cũng là đồng 1/2. Nói chung là loại này, loại hơi này em không có rành anh em, họ đừng hỏi em máy búa hay là máy búa anh em nha. À, em quay video anh em nhìn kỹ giùm em cái. Đấy, con này thì chân chu nè. Đấy. Nút cò chân chu VND 1600H. Rồi. Rồi con này mã 466 500k con này em ơi. Này 467. Rồi cục này 650k. Con này này ra vô bình thường nè. Cò bóp nè. Đầu 3/4 nè. Nút giữ dặn. Dặn vẫn được anh em nhá. Đấy, nói chung là mấy cái chức năng của nó dặn ngọt liệm hết. Cái này Vred gì Vesser GT 2000 bơi. Rồi con này 467, 650k đầu 3/4 anh em ha. Đó, rồi bao ship anh em nha. Rồi này 468, 200k. Này của mát bắn đinh, hai con giống nhau luôn. Khui khui é khui khui đinh, khui đinh. Đó. Này bắn đinh u. Đấy, đây bắn đinh u đây anh em nha. Đây đinh u đây. Đấy, bắn đinh u. Rồi hai con, hai con mắt như nhau. Mã mã này mã cũ xí ra. Rồi 468 200k cặp này anh em nha. 468 200. Rồi 469 cũng 200 luôn. Cặp này cũng Hitachi luôn. Oh, con Hitachi con mắt. Này bắn đinh u luôn. Bắn đinh thẳng nè, nãy con còn bắn đinh thẳng nè, đó, kéo đinh, đinh thẳng. Con này bắn đinh thẳng, còn bắn đinh u anh em nha. Mã 469 cặp này 200k luôn anh em ha. 200. Này 470. 200 luôn. Này bắn đinh u luôn anh em nha, cặp bắn đinh mát này bắn đinh u luôn. Cặp mát bắn đinh u. 470, 200. Cặp mát bắn đinh u luôn. Đấy, đủ đồ anh em ha. Cái này anh em về dọn lại. 470 rồi. Rồi cái này 471, con này bắn đục hơi. 471 250k. Con này là đục hơi. Đấy. Cò.
Rồi 471 con này có nguyên cục sắt luôn em ơi. Hên xui. 250. 471 250k bao ship anh em nha, bán cái loại này hao tốn tiền ship. Rồi này 472. 350. Một con chà nhám và một con khon. Đây, cò bóp đầy đủ anh em ha. Mọi hình của ok luôn á. Còn đây là mấy con đầu cứng nè. Không biết là có hơi vô là nó xoay hay là coi như là bình thường là nó như vậy. Cò bóp vô tư nè. Rồi 472 350k hai con này anh em nha. 472 350. 473 200. Một con bán đinh hộp của Mát. Còn lại một con Hitachi. Con này bán đinh có đinh này, lấy đinh ra. Đinh U. Đấy, con này bán đinh U. Con này của Hitachi. Con này của Mát. Rồi cặp này coi như là 473 200k anh em nha. 473 200 này nó bị gãy cái móc móc đeo lông quần. Rồi 474 250 cặp này luôn. Mày mày bắn đinh khá này, khá tha thử. Rồi đinh U luôn. Đây. Mày bắn đinh U. Rồi, còn này tha thử. Mày bắn đinh thẳng, đinh chỉ mà đinh thẳng. Đinh 3. Rồi, một cặp 474 cặp này 250k anh em nha. 474 250k. Cặp này 475. 200k luôn anh em ha. Cặp này thì coi như là hai con Hitachi. Bắn đinh U luôn. Bắn đinh U. Bắn đinh U luôn. Rồi 475. Cặp Hitachi này 200k luôn anh em ha. Đấy. Còn mấy cái kia bán chị chai anh em không? Nói chung là cái mấy cái loại đó chỉ có bán chị chai thôi. À, em lựa ra để em tháo mấy cái quanh xong rồi còn nhiều bán chị chai hết. Chứ cái loại này kiếm đinh ở Việt Nam mình thì nó hơi khó. Cho nên là em không có quay. Quay lên thì cũng không có anh em nào xài. Quay mất công. Bán chị chai luôn. Rồi sáng hôm nay em lên có mười mấy lô đồ hơi này. Anh em xem tham khảo ủng hộ ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả các anh em nhé.